cao. Thì theo cái báo cáo của Gina tới 2017 họ cũng không có đổi. Trước đây Việt Nam tên 10%. Nó dựa vào đâu? Dựa vào một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu duy nhất của Việt Nam. Thì người ta đâu có mang mấy hồn khí ra đâu thì tắt Việt Nam. Người ta khác rồi. Trẻ 13-14 tuổi. Nhỏ quá thì bệnh động sinh. Lớn quá thì cho thuê. Là người ta 14 tuổi mà có học thì người ta nghĩ nhiều. Một cái bạn câu hỏi dành cho trẻ năm qua giờ không có bị khò khè nào không? Tuy nhiên là có thể làm lạnh một số trường hợp khi cái quạt nhỏ cũng chạc mình tạm lạnh rồi. Nhưng mà chính vì chúng tôi giảng về người ta có thể làm cái khác thế giới. Cái gì thấy gần như là các quốc gia đều có rất nhiều có đại diện một hoặc là hai thành phố. Thì hồi đó là ta gọi là cái chỗ thì là tâm can di động. Thành ra cái khảo sát này là thành phố Hồ Chí Minh. Và cái số trẻ cao mà trong vòng năm qua có học tiền là trên 20%. Và đã được coi là một lúc xuất hiện các ca. Cái hình này, cái học trẻ đã ăn được rất nhiều sức trẻ. Cũng nhiều. Thế thì mình không có số liệu mới hơn nhưng mà qua cái số liệu này năm 2005 báo các nước là châu Á thế thì nhiên thì mình thấy là như những quốc gia khác thì đang là được đi học chỉ làm các cấp phố các công việc trước nên trên khoảng 1/3 bệnh nhân. Như vậy là một cái bệnh là thường gặp và có cái tác động khá quan trọng đến sức khỏe của người mắc. Đó là mình cần biết là gì. Thì công ty môn hay gọi là bệnh chuyển. Có lẽ đó là thời tôi sau nhiều năm mình thông báo báo chí này nọ. Bây giờ nhiều người đang vô thì hai em để xem cho em bị chuyển. Bắt đầu bên trên những cái trường mới. Thế thì nếu mà người ta khảo sát cái tế bào mạch đàm về con cái nền viêm của hen là tế bào gì chính thì người ta sẽ thấy có bốn nhóm ít nhất là không có tăng lên tô cũng như tăng tăng cái gì cả. Nhóm tăng lên tô nhiều hơn một tí, một tí phổ biến là tăng lên tiêu đi. Như vậy thì hen thì tức là đặc trưng bởi vi mạch đường thở để hầu hết bệnh nhân có viêm nhưng mà người ta nói không đồng nhất là tại vì ba hồi nó bị calcium ba hồi nó bị protein. Và chính vì vậy người ta không thể ghi ra rõ vi mạch đường thở với calcium như vậy. Cái gì cái đặc điểm về sinh bệnh học có giúp mình xác nhận ai là hen ai là không. Người ta sẽ dựa vào lâm sàng. Lâm sàng đó là một cái người mà viêm thì chả có gì chứng gì cả, sau đó thì ho chứ tốt kích thích như là ống bụi như là dị ứng viêm như là siêu viêm rồi cái lên cơn hen. Thì làm sao lên cơn được thì khi mà những cái kích thích là với cái nền viêm chưa tạo ra một đáp ứng quá mức làm cho cái đường thở tắc nghẽn và thể hiện bởi bốn triệu chứng hoặc khò khè khó thở nặng ngực và ho. Nói vậy nhưng mà thường ho là trước bệnh nhân bắt đầu ví dụ đang ngủ bắt đầu mình không được ho ngủ rượi ha thức dậy thì ho rồi ngồi dậy thì thở nghe ho nghe ho nghe nên mình không được ho.
thì có một cái từ khá là quan trọng là việc thay đổi. Ý là giống như mình đặt một bản này bình thường nó là chả có gì, sau đó cái nó phát triển hay là nó có nhiều cái như vậy thì thay đổi ở cả lâm sàng, thay đổi ở cả sinh bệnh học, nghĩa là cái hiện tượng khó tắc nghẽn. Nên tại sao mình nhấn mạnh cái chuyện thay đổi là bởi vì mình biết có một bệnh đông y hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chắc một tuần sau hay tuần sau nữa thì mình học thì nó thay đổi, nó mỗi ngày mỗi tháng kiểu. Thế thì diễn viên hiểu sao vẫn là cái tác nhân kích thích chính. Bây giờ khi nào mình bắt đầu diễn là gì? Diễn là một cái phản ứng mà thông qua PCE. Thế thì người ta thích cái diễn viên ban đầu, lần đầu tiên mình thích không chỉ ức rồi cái tác nhân đó vào đường thở ha, nó tác cái đầu diễn viên, tức là cái đầu diễn viên trong cái tiết cell sinh dị các kháng sinh liên cơ bào rồi bằng một cách nào đó một cái chọn lọc của môi trường và khí trùng, những cái đối tượng mà nghiên thì thay vì tạo ra một cái phản ứng kháng nguyên kháng thể theo kiểu IgD thì nó tạo ra phản ứng kháng nguyên kháng thể kiểu IgD, và những năm sau thì những cái tế bào khi mà mình hết lại cái diễn nguyên đó thì lên vô bên thì nó bắt đầu sản xuất ồ ạt ra những cái IgD sẵn có, cái thích phóng hạt những cái tế bào má và sẽ tạo ra một cái chuỗi dây chuyền phản ứng. Trong cái chuỗi dây chuyền phản ứng có nhiều chất tham gia, lên một cái E, paraffin, vân vân. Thì về mặt lâm sàng thì cái đường thở của viêm nó đã hơi phù nề. Rồi có cái diễn viên nó co thắt, nó phù nề nhiều hơn, nó tăng cái cảm nhớ và tự nhiên sẽ phát triển nhiều hơn. Và tất cả những cái chất mà mình kể bao gồm là prostaglandin, prostaglandin có mặt. Chính vì vậy cái phản ứng viêm mà mình muốn ức chế bao giờ ức chế tốt nhất bằng tiêu quý, bởi vì nó đầu dòng. Nếu mà kháng lực của tiêu nó nằm tốt phía dưới thì nó sẽ không có hiệu quả gì, hiệu quả chính xác. Thì đây là những cái tố khởi phát. Thì ở hình dưới nó không phải nói là mấy cái hạt nó để ăn được, mình không có đang nấu chiên xào được, mà mình gửi đó là để trao phấn hoa nó tạo ra nhiều loại mùi khác nhau, tại vì cái cấu trúc khác nhau nó kích thích cái thụ cảm thể thú giác của mình khác nhau. Như vậy thì quý vị mà học toán thì sẽ rất công thức hơn, tức là lâm sàng thay đổi thôi, thay đổi thì cơ thuật nó là gì? Thế thì thường thì để phân biệt cái CD thì nó nói mình gan là phân biệt từ nhỏ, có gia đình cũng nhiều người bị nghe CD là sẽ bốn cái chuỗi thuốc lá, rồi bốn cái triệu chứng của mình là ho, thở nặng nhẹ hoặc kè, tuy nhiên là nó không có ai với mình nó bị tắc nghẽn đúng không? Và phải là thay đổi. Thế thì bốn triệu chứng đó nếu mà nó không có giống bình thường mà nó chỉ một cho chủ thì mình sẽ không bị rất là hen. Nhiều bệnh nhân vô thì nó nói là bác sĩ em khó thở vậy đó, em khó thở cái em lấy hơi lên thì nó đã rồi xong rồi cái gì đó cái em vô giảng nghe thầy Vũ giảng nghe quá các em quên mất tiêu, bữa nào cũng giảng bồ bổ các em thấy khó thở hay gì vậy, nên là nó hoàn toàn nó liên quan đến tâm tư tình cảm ở thông ở chiều, nên là cảm xúc thì khó thở cái đó không phải là nghèo. Thế thì hiệu chứng cơ năng thì tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng mà hiệu chứng tình thể thì cũng có thể chính thức
bắt được trong cái lúc tắt nghẽn, mình sẽ thấy sự thay đổi từ bình thường qua tắt nghẽn, mình nói đó là sự thay đổi. Mà dẫu sao thì khi nào mình làm việc vậy, ví dụ hồi nãy mình nói thì về đêm hay sáng nó vô phòng khác, mình bảo được rồi, cứ bắt đầu hồ reo 12 giờ lên trên gọi từ tới khác, nghe nó gì. Thế thì mình sẽ thay thế nó bằng tâm ký. Thế thì tâm ký, người ta tin là cái lúc mà mình em mới thắng lần đầu, thường có nhiều triệu chứng, và cái tắc nghẽn nó còn nguyên si, mình chưa can thiệp gì cả, không có còn tiêu chí trong cái dạng phát quản. Cái lúc thời điểm ra hàng để đau hô hấp ký, mà chết bao giờ không đau hô hấp ký được là lần đầu tiên. Sau cái lần thắng đó, rồi mình cho thuốc cho tùm la tùm lưng. Thế nhiều khi nó tới phát tác triển thứ hai, mà mình không cho đau hô hấp ký được đầu, người ta khám mình thấy triệu chứng thì điển hình, nhưng mà rồi cái đau cái bình thường. Thế bây giờ nói hèn không á, nên là lần đầu đau hô hấp ký là quan trọng. Và trong lần đầu đau hô hấp ký bình thường là quan trọng, mình thấy được cái việc tắc nghẽn hoặc là chỉ số tiết nô hoặc là chỉ số Gensler nhỏ hơn 70%. Và tắc nghẽn rồi thì mình sẽ so sánh nhiều lần, mình coi nó có thay đổi không. Thay đổi dễ, không phải là cứ hãy là test giảm cái quạt mới được. Cái gì mình nhớ là bây giờ nó không tắc nghẽn, mình cho nó chạy bộ lên đầu 4, mình vô phòng 4D, nó thở kè, mình đo. Hồi nãy nó không tắc nghẽn, bây giờ nó tắc nghẽn cũng được, mình đo được là hoặc là mình làm test co cái quạt, provocation test. Mà thì do cái test nó dẫu sao thì cũng thì có thể đưa bệnh nhân vô cương thành là test tích cực thẳng và theo dõi môi trường y khoa. Có một cái ekip làm việc thành ra là hầu hết cái lúc học em thì chưa có chỗ nào triển khai. Về phía co thắt là mình có hai biện pháp, mình gắn sức với hai là điều thuốc. Về phía giãn thì mình có là bây giờ mình đang tắc nghẽn rồi thì mình cho thuốc giãn vào. Thế thì mình cho thuốc giãn vào thì mình không có đi, mình chỉ là uống xịt ngân hàng và mình cũng đặt chỉ chung, mình chờ nó có tác dụng nên 10-15 phút mình đo lại, mình trông đợi lại có cái một gia tăng trên 12% trên 200 ml. Mà nối nhau thì chưa vàng, không phải nối nhau thì chưa ngọt. Thế thì nó gia tăng càng nhiều, càng điểm nó lại hơn. Tại vì về sau này ta thấy bản thân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có một số bệnh nhân vẫn có cái hiện tượng đặc biệt dị dạng phế quản. Thành ra là trên 400 ml và trên 15% là tiêu chuẩn ưa thích nhất chắc chắn để mãn hẹn. Còn nếu mà nó trên 12% trên 200 ml, bệnh sử nó ý CT trên 40 tuổi, hút thuốc lá, chả có gì ứng gì cả, gia đình không ai bị. Rồi mỗi ngày mỗi đàm, tiết diễn càng ngày càng nặng, đáp ứng giảm thuốc lá chút xíu, không ăn cùi, vẫn sẽ có là bệnh. Thế thì mình có khó khăn, mình có dạng, và chính giữa mình không can thiệp gì hết, mình thấy là thay đổi. Đổi ngày và đêm nhiều. Thế thì mình phải phát cho nó một cái tiết lâu hết một cái đuôi được định kế cho nó thổi thời sáng thời chiều, thời sáng thời chiều, lấy cái số trung bình của sáng chiều, lấy cái hiệu số của số lớn nhất và số nhỏ nhất. Mình thấy cái hiệu số lớn hơn cái số trung bình 10%. Xin lỗi, cái hiệu số chia cho cái số trung bình thì thấy nó lớn hơn 10%, thì chứng tỏ nó là thay đổi quá mức, sáng dậy tối dậy sáng dậy tối thay đổi nhiều nhiều dữ lắm, thay đổi đó là ngoài cái đáp ứng với giảm phế quản thì có thể là đáp ứng với cột quý thì tăng đáng kể khi dùng thuốc kiểm soát. Nhớ kiểm soát này là phải có cột quý nhất. Sau 4 tuần sau mình đo lại, mình thấy là 1 cải thiện,
cái đường màu đỏ là lúc tắt nghẽn, đường màu xanh nó chuyển, nó hướng tới cái bình thường. Là nếu mà nó đủ nhiều, trên 12% và 200 ml, thì nó là nó đáp ứng giảm cơ bản. Thì cái hình này khác cái gì một điểm thôi, là không khí là quan trọng, nên làm cho mình đầu, tuy nhiên làm mình đầu được, làm mấy lần sau mà thấy nó bình thường thì phải suy nghĩ thêm là bây giờ mình làm cái gì, nên cố rồi để bữa mình đo lại, hoặc là cái gì nó đang không đáp con thắt tăng nét cỡ thử một lần nữa. Thế thì có hẹn xong rồi thì quý vị phải đánh giá một bằng diện để mà điều trị. Thế thì trong cái bộ slide thì na cái khúc này nó chỉ khoảng mười mấy slide, tại vì mình nói bài điều trị để mình nói lại đánh giá tóm gọn một slide thôi, nhưng mà quý vị phải đó nắm rõ, tại vì nó quan trọng vì nói nó là bệnh không đồng nhất. Khi nó thành không đồng nhất rồi thì giữa người này và các người khác như vậy thì hai người khác nhau chỗ nào, là khác nhau về độ nặng, khác nhau về cái đặc điểm khó hay chưa có kiểm soát, khác nhau về nguy cơ kết cục xấu hơn vân vân vân. Thì trong cái đánh giá này nó thiếu một cái điểm, nó thiếu mình sẽ nói là bệnh đồng mắt. Bệnh đồng mắt nó cũng tham gia vào cái kiểm soát triệu chứng, cũng như là một cái thành tố nó nằm trong điều trị là cái tính tự chủ của bệnh nhân, cái kỹ thuật đấy. Một chút xíu mình sẽ nói. Thế thì thông thường thì mình sẽ đánh giá là chiều hết triệu chứng trước, tức là mức độ kiểm soát ngay hiện tại. Thì quý vị sẽ thấy là người ta đánh giá theo cùng và câu hỏi là trong vòng 4 tuần qua mỗi tuần có triệu chứng bao nhiêu lần. Thì triệu chứng 3 ngày là sao, tức là ho, khó thở, nặng ngực, khó khè đó, thấy là 3 ngày nhiều hay ít, bao nhiêu lần tuần. Triệu chứng ban đêm là cũng vậy, nhưng mà tại vì đêm thì nó mất cái ngủ, nó làm ảnh hưởng sức khỏe nhiều, thành ra là người ta đánh giá cái giá trị nó quan trọng hơn. Quý vị thấy ban ngày ban đêm một cái là hai lần một tuần thì mình tính coi là quan trọng, một cái là chỉ là xíu là một lần một tuần đã là quan trọng rồi. Thường khi thì sử dụng thuốc giảm triệu chứng thì nó đi kèm với triệu chứng, nghĩa là nó lên cơn thì thường thường ban đêm thuốc xịt. Cuối cùng là giới hạn hoạt động nhân nghe. Nhiều người thì cứ nghĩ là bệnh nhân nghe phải khó thở, phải ngồi chỗ không, nếu nhét được không đi nghe dạng được thì mới là giới hạn hoạt động, không có. Mình đang mùa mưa này, chiều nay nó mưa, nó bảo anh ơi anh em hẹn cái anh đi coi phim, nhưng mà thôi nhé, sợ nó mưa quá. Nó cũng là giới hạn hoạt động cho em, vì người ta bị cường quá thái độ, người ta bảo đi ra mưa chắc được thường cho đừng đi, nên là mình có thể hỏi nó là có bị ít đi ra ngoài vì hen hay không. Thì nếu mà nó ít đi ra ngoài vì hen cũng tính cho nó một điểm. Nếu mà mọi tiêu chí ổn hết, không bị gì hết thì là chắc hoàn toàn. Tất cả tiêu chí gì hết hoặc là vi phạm 1-2 tiêu chí, 3-4 tiêu chí vi phạm thì mình nói là gì đó không kiểm soát, không chính giữa kiểm soát một phần. Thế thì cái đó là triệu chứng của hôm nay, trong một tháng qua là triệu chứng của hôm nay. Thế thì trong một năm qua và nguy cơ giúp mình là cái nguy cơ tương lai, nguy cơ kết cục xấu lâu dài hơn, nguy cơ tắc nghẽn cuộc sống cố định và nguy cơ là kết cục.
của một cô. Thế thì một cái lý thuyết hồi nãy Châu mình đã nói liền rồi là thuốc kháng viêm quan trọng, là tại vì rõ ràng là hầu hết các bệnh nhân, mặc dù là mình nói heterogeneity thì gọi là không đồng nhất, mà cũng hầu hết các bệnh nhân là viêm do heterogeneity. Và khi mà nói viêm do heterogeneity là chính thì một cái lý là điều gì chứ? Điều gì còn chú ý nhiều cũng nhiều, cái gì biết rồi, chúng ta là nó nặng mình cho nhiều thì nó dễ tác dụng phụ, thành ra là mình phải đánh giá luôn cái tác dụng phụ thuốc. Rồi ví dụ nó cái kia khùng khùng, nhất là cái người bệnh dược nó học suốt ngày học thuốc, nó bảo còn chú ý tác dụng phụ này, tác dụng phụ kia, tác dụng phụ nọ, thuộc cái mức mà cớm nó còn chú ý bác làm sao nó cho con em nó điều trị cái gì ấy, miễn là đừng có một tiêu quý là được. Chứ mà em sợ cái này, em sợ cái kia, em sợ cái ngọt. Thế mình hay hỏi câu là, thế em có sợ bà thăng sóc đặc biệt, bà thở máy không? Thế nên là mình phải cân đối hơn giữa những cái chuyện mà kiểm soát em không đổ, rồi cái không sử dụng còn được kiểm soát bị bác sĩ vùng tiếng có định hơn với nguyên cơ tác dụng phụ. À, thế thì để dự đoán là có vô thanh sóc đặc biệt hay không, thở máy hay không, lên cơ tim nặng hay không, có nhiều cái thành tố. Mấy cái đó thì người ta nhắc xin chúng mình nhiều lần, quý vị sẽ học lòng hay không, cũng có thể học khác. Thế thì hồi xưa giờ đó, thì đối với dân gian thì người ta nói người nào nhiều triệu chứng là người đó nặng. Thế thì hô thì đồng nghiệp ý cái chuyện đó, vì hô được quản lý cả thế giới cũng được giả có một cái quý, thành ra là thì đó nhiều người nhìn chung là cứ có nhiều chuyện biết là, nhưng mà đối với những cái quốc gia giàu có phát triển và Việt Nam cũng đang mình mới thay bậc rồi đúng không, mình hết gọi là thu nhập thấp bình đầu nảy lên trung bình rồi bắt đầu có một cái lý khá phổ biến, đặc biệt những thành phố lớn đầu thì thành ra là rút cuộc thì mình sẽ nói theo với chúng nó thì mình muốn phát triển chúng ta mình nói là nhiều người nhiều triệu chứng á ít có nhiều lý này hết triệu chứng, thế thì mình bảo là nó là hen nặng thì cũng được quá kiểm soát hết. Thành ra là rút cuộc là mình sẽ nói nó nặng khi nào, sao mình nói nó nặng khi mà mình kiểm soát không được mặt cầu quý. Và như vậy thì nếu mà mình có quý liều rất thấp mà kiểm soát được thì ok, liều trung bình thì đó nó là trung bình, là liều cao mà kiểm soát mới được là liều cao kiểm soát không được nữa thì nói là mình nghĩ là chuyện này là hoặc thì sẽ đi nhiều bệnh nhân lắm không mà mê quá không có nhiều đâu, khoảng chừng 3 năm bệnh cảm thôi. Thế thì như vậy thì rõ ràng mình thấy là trong quá trình điều trị mình sẽ tăng cái liều bột tiêu ý lên tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và từ đó mình nói mức độ nặng nhẹ. Thế như vậy thì mức độ nặng nếu mà ở lần khám đầu tiên gần như không thể đánh giá được, thì không thể đánh giá được trừ khi là ai đó là cho nó học cái kiến thức trước rồi bây giờ nó tới mình nó thề thốt là nó tuân thủ điều trị ngày nào nó cũng biết thì lúc đó mới đánh giá được. Thế như vậy mình cũng phải đặt ra vấn đề là cái cột tiêu quý nó có đến được cái niêm mạc phế quản bệnh nhân không, nên là kỹ thuật nó tốt hơn và nó tuân thủ điều trị hay không. Thành ra là muốn nói nó nặng nhẹ bình thì phải coi nó có hít thuốc không, nó có tuân thủ điều trị không, nó biết khi nào phải dùng thuốc gì không, và có yếu tố gì khác ngoài ra làm cho thêm nặng lên hay không. Nếu mà mình chưa sửa chữa mấy cái đó mà mình cứ suốt ngày tăng cột tiêu quý thì cái tác dụng phụ sẽ rất là nhiều và nó không đúng. Thì cái này nó tổng kết lại tất cả những cái điều để giờ mình nói như vậy thì khi mà mình chưa lại những yếu tố khác
bao gồm kỹ thuật thức kiến, bao gồm thức khổ, bao gồm quá khen đúng hay bệnh đồng mắt vẫn còn tiếp xúc với cơ thể khác thì mình tạm gọi đó là những cái khen nhiều triệu chứng mà đang làm tình quát mình gọi là khen khó trị. Nào mình loại hết cái đó thì mình gọi cái nền khen chắc là khó trị lắm hay nền khen chắc yêu dữ lắm hay lúc đó là tôi mới cần tính đến những cái thuốc gọi là khen cho một cái thuốc đánh cho nền viêm hơn thuốc đánh cho nền viêm thuốc đánh cho dễ ơn hơn ví dụ vậy thì lúc đó mình gọi khen nặng hơn. Còn do là không lấy thuốc thôi kể đó bây giờ phải bảo không thuốc không hơn thì vậy. Vậy vậy nếu mà cái gì thi thấu mà cái gì chẳng bác được thì đủ về thì hơn. Thứ nhất là nghe người trong cái là không có nguyên nhân mà cũng giống tăng cái ác thôi, thường là 90% tăng cái ác không có nguyên nhân, mình cái gì không phải ghi rõ tốt tại vì nếu mà quý vị học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì sẽ dạy nghe biểu hiện cái tiên văn nhạc ác ta mình gọi là alexis bronchopulmonatic aspergillosis gọi là một kiểu nghe gì đến cái tấm nói chung dễ gọi là bệnh cảnh tình nguyện rất là sars nghe mà trong bệnh cảnh tình nguyện nên mình có thời gian mình sẽ nói là nếu mà được thì ghi ra nếu không nguyên nhân còn không thôi và kiểm soát hay không kiểm soát có nguy cơ được cấp không, không có tác nghiệp của định không, có tác dụng phụ của thuốc không. Thì đó, nếu mà bệnh nhân đã điều trị nhiều lần rồi thì bảo là đang điều trị hen 4/5 mà vẫn không kiểm soát nghĩa là hen nặng và có bệnh đồng mắt gì không, đã được điều trị bệnh đồng mắt chưa, chẩn đoán đầy đủ rồi, chẩn đoán xong xuôi đầy đủ hết rồi cái gì đó bắt đầu qua điều trị hen thì phần đầu tiên mình là điều trị kiểm soát hen, phần thứ hai là mất một tí đồng hồ để hồ chế cho em chào thế thì có hai mục tiêu điều trị chính nếu như mình nói này thôi giảm triệu chứng hôm nay và giảm nguy cơ cho ngày mai nghĩa là thì đó mình là người là nhìn xa và trông rộng chuyện ngày hôm nay là chuyện ngày mai luôn. Thế thì không phải là bệnh nhân nào cũng thống nhất với bác sĩ là phải làm những cái chuyện đó nên là mình phải nói rõ cho nó biết thì với cái hướng dẫn Gina mà thay đổi năm 2019 người ta nghĩ là mình sẽ ít phải nói hơn nhưng mà nhìn chung là cũng phải nói bảo là được kê thuốc này là gì đó cái thuốc này là cái thuốc gọi là chính xác, cái thuốc này là thuốc duy trì, cái thuốc này là thuốc ngừa động cơ. Ông không lên cơn, ông cũng phải hít và không lên cơn tới giờ bảy như bây giờ nhiều người bảo có gì đâu tự nhiên bác sĩ bắt em hít đó nên là mình nói rõ. Tuy nhiên thì thường thường là cũng phát triển chính thì bệnh nhân biết một chút thì tới mình bảo bác sĩ em sao mà em còn kèm em thích cho màu xanh thế nó bớt chút nó bị hại chứ gì vậy? Cái đó thì nó tự nhiên mà mình phải ấn đầu nó cái tư tưởng phòng bệnh thân thì bệnh đã lên cơn rồi bị vô sắc sắc là bị luôn chứ gì vậy? Thế thì Gina có một cái vòng tròn như vậy thì cái vòng tròn này mình nói với mình nghe sao là tôi nói cho anh nghe là thì đó nghe là cái bệnh nặng tính là sẽ bị sút rồi chừng nào anh hết chừng nào anh đổi được ba má thì anh hết nếu mà không đổi được ba má thì thôi chỉ có đổi bác sĩ tới tôi tư vấn hoài ha. Bây giờ tôi chẩn đoán anh nghe tôi đánh giá anh rồi cho điều trị, xong cái lần sau sẽ cắt lại, không ổn, cứ tăng thuốc lên, ổn cứ giảm thuốc xuống, rồi thì đó lần sau lại cắt lại, ra cái
cái quá trình đó lặp đi lặp lại anh thấy gặp tôi suốt đời. Không phải là tại vì anh với tôi trong chúng ta phải gặp nhau, chịu vậy. Bởi vì vậy thì phải có quan hệ tốt, nó phải ăn mặc đẹp, nó có thể trong ngày đẹp trai dễ thương, nó không tốt còn cái khác. Còn thôi thì xù xì quá, thì cái khác nó như vậy. Anh nói cho là dễ thương, nhưng như vậy thì phải chỉ nó, bóp sao mà thích thì sao, nhớ ngắt nó thì ta sắm. Đúng ngày đúng giờ khi không có mình thì làm gì cái làm thành tổng và thì nó coi coi cần chỉnh đổi thuốc hay không. Thế thì năm ngoái thì bọn nó học cái này, bây giờ đi thi đổi chú nó cứ hay hỏi tôi là bây giờ thầy cập nhật sinh năm 2019 chưa để thi. Chưa cập nhật nổi, bây giờ cái lớp này thì bắt đầu cập nhật. Còn gì đó, tụi bay nổi tú, tụi bay học cái nào, ra thiên đó thì rồi. Thì đại ý là cái trò hình nó như vậy. Một trong những cái biến đổi quan trọng nhất nó nằm đây, phút này. Thế thì ở đây là không có điều gì kiểm soát được ưa thích. Không cần. Ở đây là điều gì kiểm soát thì tôi tương chất là học cái biến chiếc diệu thấp. Thế thì phải nói là cái lúc này nó bự thì sao? Không phải là tại vì tôi dốt gì tính quá đâu, tôi luôn diệu thấp là cái này cho nó bự. Bây giờ rõ chữ tôi ưa thích này, ưa thích để cái này một hai chữ thôi nó rụng là tại vì 60-80% người nhận nghe điều trị kiểm soát tốt bằng còn ý thức liều thấp. Cho nên mình để to đùng nó được mọi người đặt vô mắt hơn là làm gì thì làm nên ưu tiên một cái quyến thiết nhưng mà liều thấp. Thế thì mình sẽ nói những cái thay đổi của 2019. Nhưng mà trước khi nói thay đổi 2019 mình cứ từ còn 2018 trước. Cái gì 60%, 80% đáp ứng cái này. Cái hồi mà nó không đáp ứng thì mình thêm la ba luôn, không tăng liều và cái quyết. Thế sao vậy? Bây giờ mình có nhiều cái nghiên cứu là tăng liều và cái quyết lên liều trung bình, liều cao. Cái đáp ứng nó không có cao lắm. Nếu mà mình vẽ một cái biểu đồ vậy đó, liều mà đáp ứng mình thấy cái khúc là liều thấp tăng lên thì nó dốc ứng vậy, cái lúc liều trung bình liều cao thì mình về làm nên cái đáp ứng của nó ở liều trung bình và liều cao có tăng chứ không tăng ít, tăng nhiều hơn tăng nhiều hơn nhiều, thành ra là nên thêm la ba hơn là nên tăng liều. Thế nào không được nữa rồi thêm la ba rồi không được nữa rồi bắt đầu tăng lên liều trung bình liều cao. Và thì lần nào mà đến trung bình cao được rồi thì mới thêm những thứ khác. Như vậy thì toàn bộ thuốc cái tên này là lựa chọn được cơ thích, được ưu tiên, được khuyến cáo để kiểm soát. Thế thì do mà thời đó thì người ta chỉ nói là còn chú ý thích sáng chiều thích xuống thì đó người ta sợ nó tác dụng phụ. Cái người này là những người lên cơ. Người ta bảo trời ơi, nó không lên cơ mà mình bắt nó hít hoài thì là nó tác dụng phụ. Mình nãy cái đó mình phải cân nhắc, mình nói là tập thôi được rồi. Nếu mà hít qua thì cắt cơ. Thế thì cái chuyện mà cắt cơ thì mọi người cho cái bệnh nhân mà hít lên quá, nhưng mà tới hồi người ta thấy mình hít lên cơ mà tỉnh thoảng là lên cơ nặng mới ăn cơ. Cái tỉnh thoảng đó thì không nhiều, mặc 1/3 bệnh nhân đó rồi mình sẽ chiếm 1/3. Nhưng mà chính vì có 1/3 bệnh nhân thì đó thật ra người ta làm không ổn, không ổn, mình làm sao mình kiểm soát thiệt ổn thì hay hơn đó. Thật ra là 18/19 nó thêm cái điều trị kiểm soát chỗ này, nó thay đổi cái điều trị kiểm soát chỗ này.
Giả như mà nó điều trị gọi là không có cần à, không có cần thuốc thừa cơ, thì khi mà nó cắt cơ nó dùng cái gì? Nhìn dưới đây cắt cơ người đi vào. Thế thì cái lịch sử của cái thuốc cắt cơ nó có từ thời năm 40 mấy, nó có từ cái thời mà người ta lần đầu tiên sử dụng cái bình xịt, cái bình xịt nó được phát sinh vào khoảng năm 40 mấy, người ta thấy là nó thay vì nó cho bệnh nhân uống hoặc chích thì quá phiền đúng không ạ, cho nên là cho nên hít vô trực tiếp. Tôi hay nói cho bệnh nhân như bệnh nhân uống bằng ly, quý vị uống một viên này 20 mg là 2000 microgram, quý vị xin hai hít của tôi tức là 200 microgram, 10 lần hít hơn thì còn 1800 microgram nó đi đâu, nó ra đây mình bên tay nó vô đây nè, chỉ cần nhanh thôi. Còn đó là nên dùng trực tiếp cho cái quạt. Thế thì do là từ đầu tiên người ta phát minh ra là người ta phát minh ra bằng poly đó, thành ra là cái lịch sử nó rất là đầu đời, và cái điều trị các cơn bằng sa ba một dạng cái quạt tác dụng nhanh tác dụng ngắn thì nó đã được sử dụng rất từ lâu. Hồi trước có thuốc này đâu, hồi trước treo thuốc này lúc nào cũng là cắt cơ hết. Thế nhưng mà người ta thấy là cắt cơ bằng giãn phế quản, cắt rồi nó giãn rồi cái nó coi lại, nó không có hết luôn. Mà mình thì thề thốt với bệnh nhân, mình thù dạ bệnh nhân, mình ông bà là nền tiên, ông bà cái gì sử dụng cứ kháng viêm. Nhưng mà rốt cuộc cái nó vô cơ mình lại không dùng kháng viêm cho nó. Chúng ta bảo, thế bây giờ mình đổi, mình dùng các nghiên thử. Thì có một loạt nghiên cứu dùng phun khí dung, cắt cơ, rốt cuộc thành công. Rồi có một loạt nghiên cứu sử dụng ICS hoặc Monteiro để cắt cơ cũng thành công. Từ đó thì người ta bảo là có lẽ như lời cắt cũng phải có học được nghiên cứu. Và như vậy thì ở cái thời điểm này, thì cái ICS và Monteiro là cái thuốc duy nhất mà gọi là chứng minh được, có nhiều chứng cứ để chứng minh được là sử dụng vừa người cơ vừa các cơ tốt, thì bạn người ta để như vậy. Thì chữ ICS nó bao gồm là Bùi Đề Zona, là nói gì thì nói, cái công của phòng Monteiro với Bùi Đề Zona này trong làm ảnh chính được cái nghiên cứu thành công hết. Là nó bắt đầu bằng phòng Monteiro Bùi Đề Zona xong trong mấy anh khác bắt trước thay cái Bùi Đề Zona bằng Bệ Lo Mệt Sà Dôn đó, thì cũng thành công luôn. Thành ra rốt cuộc người ta có thể thay thế Bùi Đề Zona bằng Bùi Đề Zona với là thằng Bệ Lo Mệt Sà Dôn. Thì ở thời điểm 2018 thì nó chỉ chiếm cái gì trước đây thôi, qua 2019 cái này nó băng nó tụt qua bên này. Như vậy người ta khuyên mình là bây giờ là hết có cắt cơ thì nên cắt cơ tốt nhất là vừa có giãn phế quản vừa có phổi tự biến. Đương nhiên là mình vẫn có thể cắt cơ bằng sa ba, nhưng mà nên nghĩ đến cái chuyện mà có tiến bộ tự biến tốt. Như vậy thì trên trực tiếp dưới một trực tiếp càng ngày nó càng có là tốt nhất, là bệnh nhân cần có một trực tiếp gì thì cái này là lựa chọn khác, lựa chọn khác. Như bài dược sĩ mà con bảo là nhẹ đó, thì mình cũng có thể cho các cô chú chị em nhớ rõ cũng nhẹ, tại vì những cái kháng viêm khác như là theophylline hoặc kháng estrogen thì nhiều nhìn chung là không giúp kiểm soát tốt, thành ra cái này là quan trọng nhất.
được thì do nó nhẹ, do cái này ok, mình giữ thôi, mình đang làm. Dạ. Đây, bây giờ qua 2019. Cái gì có để đi cái màu không? Màu này giống giống cái tông màu này, màu này giống giống cái tông màu này, nghĩa là sao? Nghĩa là cái này là khi cần lâu lâu cũng biết là à, thì mấy cái này khi cần cũng được và ngừa cơn cũng được. À, như vậy thì ACS hoặc Monteron là có thể vừa vừa cơn vừa cắt cơn, vừa vừa cơn vừa cắt cơn. Tốt cho nó là đây. Tại sao mà tự nhiên cái hoặc Monteron nó lượng ưu tiên mà nó không phải là Sacrotamol, mà nó không phải là Sanmeterol, nó không phải cái gì khác? Thì hoặc Monteron nó có cái hay là tác dụng nhanh và tác dụng dài. Thì Sacrotamol thì tác dụng nhanh, tác dụng ngắn. Sanmeterol tác dụng dài nhưng mà tác dụng chậm. Thành ra hoặc Monteron với cái ưu thế đó là được nghiên cứu nhiều và chứng tỏ là có hiệu quả từ người cương từ cạnh cương được. Có một điều mà quý vị nên nhớ là con người ta thì thường thường ai cũng giống như ai, là do cái chuyện gì mà mình nghĩ là con là nằm học từ mình thích, mình tự đưa vào mình. Tuy nhiên thuốc lá chẳng hạn không khí mình thấy thơm, thì còn thuốc thì bảo là đắng. Người ta là nhìn chung khi mà người ta nói tới thuốc thì người ta bảo trời ơi quỷ thần ơi, đồng đồng khác của tôi mấy cái đẹp mất kiểu vậy. Thuốc bao giờ cũng coi một cái gì khổ sở. Thành ra là không biết quý vị nào gì đó đã được bác sĩ kê ta thuốc chưa, thường thường quý vị đi thì người ta kê tùng để chi để bảo tuần sau cái gì tôi coi lại kiểu vậy. Thì quý vị nào mà được kê toàn tuần rồi cho biết là quý vị uống trong vòng mấy ngày, thường thường là uống 5 ngày, 3 ngày nó hết cái thể. Thì 10 người thì 8 người uống tới ngày thứ 5 rồi cứ còn mình vậy đó, chỉ có 2 người uống tới ngày thứ 7 mới lên thôi. Đó là trời ơi, thầy Vũ rất là nhấn mạnh là phải uống đủ 7 ngày thôi là tôi uống chứ còn để tôi nghe mặt. Thành ra cái tuân thủ nhìn chung là sẽ kết khi mà người ta không có triệu chứng, khi người ta không có triệu chứng thì người ta có khuynh hướng không tuân thủ, khuynh hướng không tuân thủ thì người ta bắt đầu không dùng thuốc đường tư. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sau khi người ta đã tiếp xúc với cái mà có lịch sử lâu đời là mantolin nữa đó, có một thời đó, là khoảng tình của tôi đó là trường khoảng tình 1995, không phải với là từ đâu khoảng 2003 2004, nhưng mà Gina bắt đầu phổ biến ở Việt Nam thì tôi thường thường có hai giai thuốc gọi là Serenda với lại Mantoli. Serenda để cường cơ cho một tí, Mantoli cho màu xanh. Nào cũng vậy, giải thích cho bệnh nhân là bây giờ khác cho bà cho một tí nữa này, bà thích sáng chiều tới giờ hết 6 giờ sáng 6 giờ tối vừa cơ từ cái đấy nó lên cơ là chết á. Điều nào mà một gì đó mà hết xem cho màu xanh. Cái tháng sau nó lên nó bảo trời ơi cái màu xanh bác sĩ tốt lắm đó nha, ba hồi mà mệt chứ xin chưa có nó khỏe. Con trai này tí trả lại bác sĩ hết giờ trả bớt thì đòi chơi mình nổi lồ cồn. Tôi đã nói ông là ông phải hít cho đủ thì tự nhiên là không lên cơn, đâu có cần hít ra màu xanh mà tại sao ông không làm. Thì bác sĩ có nói em có nhớ nhưng mà em thấy nó không đảo lắm hết ra màu xanh hết rồi cái khỏe liền.
thành ra là thì được kiểm chứng là quan trọng. Mình có nghĩ là mình bảo gì đó cáo dục này nọ, chứ mình gì đó đâu có theo nó suốt đâu. 29 ngày còn lại mình sẽ có gặp nó trong ngày. Thành ra là thế bây giờ mình khác cho nó cái chai ICF hoặc một tờ hít vô cho nó khỏe, có các cơ mà nó khỏe mà bảo ổn chẳng người được. Thì nếu mà mình chỉ cắt cơn không thì mình đâu có mang cột tinh huyết được, mà mình muốn mang cột tinh huyết được mà, thế là mình gắn vô ai chế mình hít vô cái vừa cắt được cơn nó vừa có cái thuốc ngừa ai chế thành ra là mình đã gạt nó mà cắt lại. Thì đó anh bảo mày hít cắt cơn đi, mày sẽ được ngừa cơn đó. Thành ra là rất là gì đó thông minh. Thế thì có một loại nghiên cứu hai chế còn một tê rô vừa ngừa cơn vừa cắt cơn thì là đã chứng minh là nó hiệu quả để mà dự phòng cái cơn hen nặng và bệnh nhân trong cơn hen của nga bây giờ là sử dụng nó là như là thuốc cắt cơn hay là xuyên suốt đạo cơ phổi. Tuy nhiên mình không bỏ cái này là tại vì về mặt hành chánh thì đi ra mới thay đổi đây và không phải bất cứ quốc gia nào cũng đủ nhanh như thầy Vũ để thay đổi bài giảng đi. Muốn mà gì đó muốn mà gì đó thay chế được cơn cắt cơn mà khắp nước Việt á thì phải thông qua bộ y tế và cái quy trình đó là quy trình cả năm nộp đơn để chờ duyệt với đó nộp thêm bằng chứng cái chờ duyệt vân vân trong năm. Thành ra là gì đó bảo là thôi bây giờ bạn bè ở dưới vẫn có thể sử dụng nhưng mà ưu tiên prefer thêm cái chữ prefer chứ không có chữ prefer đúng không đó chắc mình đi ngược lại người ta mình sẽ không có chữ prefer bây giờ có chữ prefer đó là các cơ. Rồi bây giờ lựa chọn kiểm soát ưu tiên giờ mình chỉ có cái đây thôi. Bây giờ mình thêm này vô. Thế thì tại sao vậy? Tại vì người ta nói là con người thì giống nhau và mình bảo nó hết cái chai rồi là người cơ đó, ví dụ phi sơ ta phổ biến nhất ở Việt Nam là còn chữ biến nó không thấy đỡ nó không thành đi. Thế hồi mình cho cái này vô một nó thấy đỡ nó đi. Như vậy thì nó sẽ hít theo nhu cầu, nó khó thở nhiều nó hít nhiều, nó khó thở ít nó hít ít, nó ho nhiều nó hít nhiều, nó ho ít ít ít, nó tự nhiên nhiều đó. Đó hồi về cái chứng cứ của nó mình sẽ trình bày trong lúc bằng cái như vậy thì nhìn về tổng thể thì với các này của mình có thể giảm được cái liều của thuốc biến, giảm được tác dụng phụ do là nó sẽ tự điều chỉnh liều theo nhu cầu mình sẽ giảm được tác dụng phụ. Còn cái này mình cứ giảm thôi, sáng chiều sáng chiều sáng chiều từ mặt nguyên tắc thì khi nào khuyến cáo là trong 3 tháng mình giảm lần như vậy thì mình vẫn có giảm liều thì lâu dài dài nhưng mà mình giảm chậm. Còn cái này là tinh chỉnh nhanh theo nhu cầu của bệnh nhân. Rồi đối với bước một thì do là có khoảng 30% bệnh nhân vẫn lên cơn nên là người ta bảo tốt nhất là ICS hoặc monoclonal điều thấp theo nhu cầu. Thế thì để giảm tính lệ thuộc vào phòng cholesterol thì người ta bảo là tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều cái thuốc vừa ngừa cơn vừa cắt cơn giống như cái phân tử này có thể giúp ích bệnh nhân hẹn thành ra là nên miễn là ai chế với cái cắt cơn thả chung nhau là được. Đừng có mang gì đâu China, đừng có bị mang tiếng là ảnh hưởng thương mại. Thực sự là cái nghiên cứu này nó đi đầu và nó có nhiều nghiên cứu tiếp bên.
thì mình không thể nào không thừa nhận và mình không thể nào không gì khi cái chỉ số cholesterol ra. Nhưng mà người ta nghĩ này trong tương lai có thể là có thể thay thế cái đó bằng những thuốc ngừng cơ các thuốc khác, miễn là vừa có các cơ để cho bệnh nhân ưa cái đai huyết đó, và khi đó nó sẽ thích cái phòng chống nhiễm trùng như mình ưa nó được có. Thì vậy thì cái lựa chọn thay thế là thêm cái người IPS và SARA khi cần. Một cái đại lỗi khác do cái tác dụng phụ của một cái biến nhiễm trùng cao nhiều thể nó qua bước năm luôn. Để nhấn mạnh là mình phải đi từ từ, từ thắt nước, từ trung bình, không được nữa qua đường cao. Và khi ra đường cao cũng không đỡ rồi, thì mới thêm những cái thứ khác, những cái thứ khác, những cái thứ khác. Thì đương nhiên ở Việt Nam mình thì hay đi đại tiểu vọt, nhất là những cái người mà không chuyên, họ biết hoặc không biết là hiệu quả. Ông đạo, ông chủ mà ông chữa thuốc mắc tiền á, cho gì đó là một tháng một chai thêm đi cọt hai chế phòng cholesterol 500.000 ba chai 1.500.000 lại đây là chích cho một mũi diacetylon tác dụng chậm 80 mg khỏe được thêm 3 tháng đó hẳn 200.000 đó không ạ. Hoặc là gì đó mày uống hát miếng hát mắt con học tiên đắc kiểm soát nghe rất là tốt học tiên kiếm uống nhưng mà tôi nhớ là như vậy thì muốn kiểm soát nghe tốt vậy thì thứ nhất là phải đi được cận thân phụ nhiều hơn, thứ hai là điều rất là cao, ba là những cái đường nó rất là nhiều bao gồm tiểu đường, huyết áp, một cái tinh thể, giảm xương, vâng, cái này cái gì còn biết nhiều, nên là đi nào mình phải lại, nhưng mà cuối hết. Thế thì tại sao có sự thay đổi đó? Tại vì ông cái nhìn mới về cái vai trò của Saba. Thì hồi nãy mình nói là mình chỉ cắt cơ không mà không co cái biến vừa cơ là nó giãn ra, là nó co lại là điểm nhất định. Thứ hai là về lâu về dài nếu mà mình làm dùng Saba nó có nằm trong cái thuốc nguy cơ của đợt cấp, tức là xài trên một lọ một tháng thì sẽ có cái hiện tượng gọi là ức chế tất cả những cái cụ thể beta trên bề mặt màng, dẫn tới là cái lâu không có hiệu quả cái đồng bằng beta này quá. Và thứ ba là ngoài hai cái chuyện đó ra thì có một cái chuyện nữa là người ta thấy là có hiện tượng tăng viêm do eosinophil trên niêm mạc phế quản khi sử dụng Saba.
trên phòng. Thế vậy thì cái cách 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 nó hồi càng ngày đi nó càng ngày càng nặng, nên nó sẽ vô cơn tiếp những cơn sau và sẽ dẫn tới asthma death và severe exacerbation, tử vong da hen và da hen nặng. Thế thì quý vị nên nhớ cái câu này nó quan trọng là đối với cái bước hai mình có chứng cứ trực tiếp direct evidence từ những cái nghiên cứu lớn có tích dẫn hơn nó giảm cái hen nặng và tới cái bước một là chứng cứ gián tiếp, đó là cái điểm mà câu Gina 2019 ra đời vào tháng 4 2019. Thì là có một cái bài báo được phản tác ở trên hết cái chứng cứ gì hết. Mà hành Tây Nam nó nói gì? Người ta bảo được, không có chứng cứ, nhưng mà có chứng cứ gián tiếp. Mình suy ra từ cái bước 2, từ cái bậc 2 của điều trị, mình thấy là cứ trực tiếp rất là mạnh mẽ. Nói là nếu mà mình dùng ICS chung với phòng một cái rôn hoặc là chung với SAPA, nghĩa là trực tiếp phát cơ, thì nó giảm được sự sức nặng. Thật ra là thì đó hãy đổi, hãy không đổi. Nãy giờ tôi nói nhấn mạnh cái này là bệnh nhân có cái thói quen là cứ xịt thuốc cắt cơ, và khi mà mình cho nó vô rồi bệnh nhân cứ quen ra. Thực ra thì nếu mà quý vị đọc kỹ mấy cái nghiên cứu này á, thì quý vị sẽ thấy một điều là hồi nãy trong thì dạng là bậc hai của điều trị á, mình đã bậc hai lựa chọn đấy, một lựa chọn là ai chế suốt ngày, mình lựa chọn là ai chế hoặc Motrin khi cần, đúng không? Lựa chọn ai chế suốt ngày mình nói là điều còn chứng biết cao hơn, mình chọn ai chế hoặc Motrin khi cần cho bệnh nhân tự tinh chỉnh liều, thành ra là cái liều ai chế thấp hơn, thành ra là hậu quả là kiểm soát triệu chứng chung trong ngày ấy, thì ICS hoặc Motrin không tốt bằng ICS mỗi ngày. Nếu quý vị duy trì một cái liều kháng viêm cao thì đương nhiên kiểm soát triệu chứng cũng tốt. Khi quý vị cho nó tự tinh chỉnh thì lúc tốt triệu chứng rồi thì mới hết, thành ra kiểm soát triệu chứng sẽ không tốt bằng. Nhưng mà ao công chính là gì? Ao công chính là nó tự vô cơn hen nặng hay nhập viện, nó tự vô cơn hen ICU, từng tử vong cho hen vẫn được đảm bảo. Thành ra là ta bảo đùa. Những cái nghiên cứu này đã chứng minh tính gọi là non-inferiority, hay là không có kém hơn, là nó cũng y vậy. Đối với cái ao công chính là severe exacerbation, thành ra là mình vẫn lừa được cơn hen nặng, mình nên không có vô cơn nặng, nếu có thì tính tí thôi rồi nó hết cái giải phẫu của nó. Và bù lại mình giảm được liều một chút ít. Nên đây là Nina nó quan trọng cái gì? Nó đưa cái giá trị giảm được liều một chút ít là quan trọng. Nó đưa cái giá trị gì đó kiểm soát cái cơn nặng là quan trọng hơn. Thì khi đó nó chọn là ICS và cắt cơn bằng SABA. Còn gì đó, còn nếu mà quý vị chồng kiểu cũ thì quý vị sẽ đạt được kiểm soát cả triệu chứng tốt, nó không có tí triệu chứng nặng, nhưng bù lại phải chấp nhận một cái mức độ tác dụng phụ hoặc chú ý nhiều hơn. Nói vậy các bạn là hay cái chữ phòng một cái rôn bằng ca ca đó, mình chưa nhìn chứng cứ bằng đâu, cái kia mình mấy hai được nghiên cứu này dịch lại cái thôi, nhưng mà nhìn chung là có thể bắt đầu khuyến cáo được rồi. Nói về cái bước
một á, thì ta nói là lúc một là dành cho bệnh nhân mà chỉ biết ít hơn 2 lần tháng và không có yếu tố nguy cơ này, không có yếu tố nguy cơ của bệnh cảm, và cái chứng cứ gián tiếp là cái chỗ này cái nhau gì lắm, thằng bác gì lắm, quý vị vẫn có thể giữ cái gọi là không điều trị gì nó đâu cách tiêu dùng cha ba một khuyến cáo của Dina tốt ra thì đừng có cha ba không cho hai chế và một rô khi cần khi nào thì nó có điều trị khác cơ gì mà khi khác cơ thì hai người tí còn những cái gì mình kiểm tra được nó sẽ nặng không. Thì hồi nãy mình nói là mình có thể thay thế cái phòng môn cho đôi bằng xa ba nhưng mà chưa nhiều cái thứ bằng ở bước 4 thì mình đẩy cái liều cao lên bước 5. Ở bước 5 thì mình có nhiều lựa chọn bao gồm là lama tức là tiêu thụ tiêu bao gồm là kháng di chê ơ 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 để đi bố receptor vân vân và những cái đó thì nhìn chung là cái kháng thể đơn dòng này nhìn chung là siêu mắc. Tôi thấy trên thực tế thì chúng tôi dùng hạn chế liều cao dư thuốc viêm rồi ở nước nghèo mà tôi bắt đầu thêm thofili như vậy chứ còn giờ đó mấy cái này thì dùng siêu thì mắc quá. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân có tiền thì đó là một lựa chọn cũng tốt. Và cái cuối cùng mà bệnh nhân có giới thiệu mặc dù một cái quý là có dùng phụ nhiều nhưng mà kẹt kẹt lắm mình không dùng được đi ăn đi nãy giờ mình nói là từ 12 tuổi trở lên 16 tuổi, 11 tuổi thì mình có gì đó một chút xíu một điều khai cái gì có thể coi được cách. Nói chút xíu tới một cái hướng dẫn của China về điều trị hen nặng. Nó có 3 phần. Phần 1 là tên lá cây, phần 1 là tên dương, và phần 1 là đồ đa. Đúng không? Thì ba phần nó khác nhau. Bây giờ thì trong màu xanh lá cây thì người ta nói là quý vị làm sao, không quý vị là bác sĩ cộng đồng, bác sĩ gì đó. Quý vị làm ra được những cái ca đó để mà gửi lên trên và được việc thôi. Nhìn chung là mình sẽ sử dụng ICF nó không ổn, mình kiểm soát là nó tuân thủ không, mình kiểm soát là kỹ thuật thích có không, mình coi là nó có gì đó bệnh đồng mắt hay không, vân làm mọi chuyện hết rồi mà nó còn cái gì thì bắt đầu lên thì không. Thế thì khi chuyển lên tiến lên thì mình sẽ bác sĩ tiến lên kiểu bác sĩ vũ sẽ làm gì, sẽ đánh giá và kiểu hình bệnh nhân, kiểu hình mình ăn đi kiểu hình mình ăn đi chế ơ vân vân đánh giá cho nó chính xác và xem xét lựa chọn điều trị. Cuối cùng là điều trị gọi là và tất nhiên cũng điều trị cũng đánh giá theo dõi và cái bảng thì đó nó là một cái bảng trải dài từ màu xanh màu này từ cuối cùng màu
Thì mình còn có 30 phút nữa mình còn nói những cách nữa nên mình sẽ bước qua. Đây là những cái nói hoài không biết mặt phút nên cho quý vị coi. Phía trên ba cái tên là IGF, dưới này là IGF 33. Cái này là vua đề trưa nay phòng Montreal. Tôi mai mốt tôi sẽ thêm một cái hình gọi là phòng Montreal chung với mấy con bên Thanh Trôn tôi chụp rồi mà tôi chưa kịp test. Cái này là thứ hai phòng cái quý chết hay phòng cái quý cố. Cái này cũng là bước 5 ha, mà để nói trên thực tế thì sau khi đã nhiều ICS là ra tối đa hơn thì sẽ tìm yêu cực yêu tại vì nó đẩy lùi cái đường cấp và thì nó giảm cái nguy cơ của đường cấp. Obalizumab là anti-IgE. Cái quý vị sẽ chọn được đúng, tức là cái này là cái hen dị ứng là không có điều gì kiểm soát được bằng cái ICS là ba liều cao thì chọn được đúng mới được. Người khi giáo thì quý vị cho vô thì quý vị sẽ giảm được cái liều phòng chống quýt, giảm được liều phòng chống quýt thì học được được cách và kiểm soát điều kiện. Tại sao mà mình phải chọn được đúng? Tại vì ví dụ như là trong cái nghiên cứu này thì người ta sử dụng lên pitumab. Nếu mà bệnh nhân có cái hình gọi là hình pH 2 thì nghĩa là tại vì bởi virus đi cao thì nó mới đáp ứng, còn không nó không đáp ứng. Thế thì dừng lại đây chút xíu nói về chuyện kiểu hình của pH 2. Hồi nãy mình nói trong cơ chế bệnh sinh thì trong môi trường để cho các thể mà mỗi người gặp được cái kiểu viêm dị ứng hoặc là tạo ra một cái kháng thể chống lại một cái tác nhân của môi trường ngoài môi trường thì ai sẽ tạo IgE, ai sẽ tạo IgG. Đây là làm một cái nghiên cứu hồi trước thì châu Mỹ chỉ làm cái gì là vì da trắng di cư từ châu Âu qua hai vùng khác nhau và người ta gọi này cái đám ở một chỗ gọi là asterisk mà đám chỗ khác gọi là root crown. Thế thì di cư qua thì họ mang theo những cái truyền thống cũ và cái đám bên yêu cái truyền thống cũ quá thì làm nông nghiệp cho cái việc cũ. Châu bò, heo gà, ruộng vườn, vân vân các thứ. Giá bên kia thì về thay đổi nhanh chóng và làm theo cái nông nghiệp theo kiểu mới, nên là xe cộ và máy móc. Đôi khi người ta vẫn đang nuôi đó nhưng mà thì đó một tua cắt một rồi ta cũng là 2:1. Ngoài đầu cũng toàn trồng bắp. Bảo tụi bay bán bắp cho ai cũng không. Người ta bò, người ta heo. Heo ở trong trang trại rồi bắt thì tu học thấy gặp tập tinh thần như vậy rồi con nào ăn nhiều con nào ăn ít có cái cân chứ bảo con này mập ăn nhiều con kia thì ăn ít đến lúc cái máy nó chạy nó rải nó 50 kg bắt như vậy máy nó nặng con ốm hơn chạy 40 kg thôi rồi ăn hết như vậy hoàn toàn là máy bắt. Mặc dù là các cô thế thì đối với vị bên nào nhiều hay hơn bên nông nghiệp kinh tế biết hay là bên máy móc giờ giơ tay đi máy móc nhiều hay hơn nông nghiệp kinh tế biết châu bò heo gà nhiều hay hơn nông nghiệp kinh tế biết nó nói ở kia sắp đâu nó thì thôi chứ còn người ta nghiên cứu người ta thấy là đô tóc xin trong môi trường của nông nghiệp kinh tế nhiều hơn nó bỏ
yoga, mình đi ngựa này nọ, mọi thứ cũng có microbiome. Mình tiếp xúc những cái vi khuẩn mà thường trú những con vật gia súc hàng ngày. Mình tiếp xúc được endotoxin của vi khuẩn nhiều hơn. Thành ra là cái hệ ST1 để chống nhiễm trùng mình nó vượng. Mình nghĩ nó sạch quá, cái hệ ST1 chả làm gì gì cả. Thế là cái hệ ST2 mà dị ứng nó vượng lên. Đặt rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là cái dị ứng mạnh. Đó, thì đó là ST2 của mình. Cái TNG5 cũng được sử dụng nhiều trong cái con đường gì đó TH2 nên là Nebulinumab cũng có thể làm nhạc được cấp. Nên như vậy thì những cái thuốc mà kiểm soát rất là nhiều hơn với thành một. Liều của thuốc kiểm soát thì nó trung bình, cao, thấp, cũng là một cái. Nãy nói rồi, bác sĩ là giảm liều corticoid hết là mỗi 3 tháng. Tại sao? Tại vì người ta thấy là cái phản ứng viêm cho eosinophil nó chỉ được kiểm soát hoàn toàn trong 3 tháng. Nó hết triệu chứng trong vòng 1 tháng, nhưng mà phản ứng viêm eosinophil còn. Thì cái thời đó người ta thấy như vậy. Tuy nhiên là bây giờ chắc cũng vậy, tại vì hồi nãy mình nói là ai chế phòng cortisol tùy theo nhu cầu. Tại vì bệnh nhân nó thấy nhiều triệu chứng thì nó tăng liều corticoid lên, nó thấy đó, triệu chứng nó giảm liều corticoid thì, nhưng mà nhớ hồi nãy mình có nói kiểm soát triệu chứng của cortisol. Mình có 3 kiểu tăng liều. Bệnh nhân chưa ổn, mình tăng liều và mình giữ chừng 2-3 tháng. Đó là tăng lâu dài. Nó tới khám mình cho ai chế O1 thì mình tăng ai chế 33, ai chế 33 thì thấp O1 mình tăng lên liều trung bình 33, liều trung bình 33 O1 mình tăng lên liều cao 33. Lâu dài. Cái này có bệnh cảm viêm, nó đang thích thuốc cho mình. Ví dụ như là Sirica thì bốn tới một ngày. 3 tháng liên tục bảo em hết lên cơn và bác sĩ hê hay hết một ngày, 3 tháng liên tục em khỏe, bác sĩ một hết một ngày, một hết một ngày ổn được 80 ngày, tuần cuối cùng tiếp khi đi khám lên cơn cho nhiễm siêu vi ở vùng mưa là thấy nó đau cảm nào cắm được. Thế nó bảo bây giờ sao bác sĩ? Bác sĩ mở sách ra bảo là khi mà có cơn cấp tăng gấp 4 liều vào cái quý thiết cho lại 4 đến 1 ngày nó không phù hợp, bảo cục bảo tại sao không khóc. Bác sĩ cho em uống hết 3 tháng, 2 hết 3 tháng, 1 hết 3 tháng em xỉu. Cái gì người ta bảo là thôi nó ổn mà, người ta uống hết hai tuần rồi tuột xuống một hít liền. Như vậy thì cái kiểu này chỉ có khi nào mình có thời gian theo dõi dài, mình biết chắc nó sẽ ổn với một hít, chứ không phải là do lần đầu mình cho Rizota một cái quýt hay hít nhân hai đã cái gì đó tháng sau lại bảo em lên đâu mà nằm. Thế tháng sau lại cho Celeta và trên xe ba vô. Từng tháng cái con làm cái tuột xuống, có đâu, cấm nó tuột xuống kiểu đó. Còn cái này là Omotero 2 chế, muốn hít nào mà hít. Ví dụ là sáng lần, tối lần, ngừa cơn, khi nào cần tăng được. Mắc cái đôi 12 hít một ngày. Đương nhiên mà mấy cái chuyện khác thì phải làm tránh hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với yếu tố trợ tác. Tập thể dục không phải là tốt tập thể dục. Khi nào thì biết, khi nào người bác nghiên cứu chắc chắn, khi nghe nghề nghiệp
Ba cái thành tố mà bây giờ mình biết rất nhiều là kỹ thuật xây dựng mình hết. Thì người ta người Tây nó dùng 3 chữ C, 4 chữ C. Thì tôi dùng nó đủ chữ C như đó, mình đang C với G, nó giống vậy. Chọn vừa kiểm tra, chỉnh sửa, kiểm chính. Mỗi lần là mình nghĩ coi là nó dài quá thì thay vì nó bớt thì hết không được, mình cho mình hết một khô như vậy. Rồi gì đó lần sau mình coi lại nó đúng không, rồi mình sửa cho nó, rồi lần sau mình coi lại nữa nó tốt chưa. Về phía tuân thủ thì người ta nói thân thiện thì đừng có làm việc khác. Ông mà không thích thì đó tôi bắt nhốt từ đầu. Bà hỏi nè, trời ơi, buổi sáng đi làm rồi chắc thay quên buổi sáng hả, nên sao mình gì đó chai thuốc còn nguyên rồi. Nói không, bác sĩ em gì đó sáng sớm thật lo cho con xong nè, đi làm em quên chai hết. Đi chào chị nó bảo bây giờ mua chai thuốc bỏ không sợ đó, chai sợ hết buổi sáng ra đến nhà hết buổi tối lúc nào phải có thể hết được. Nghĩa là gọi là câu hỏi cái cảm thông không được. Rồi có một chương khác, bệnh nhân hay hỏi mình là giờ bệnh mãn tính, em thì không muốn đổi cha đổi mẹ rồi, mình có đổi cũng được, lỡ xa các em rồi bây giờ làm sao cho nó hết bệnh. Thế thì mình hay gài gài mình nói hết bệnh là hết triệu chứng, vậy thì tiếp còn tiêu ý tiếp suốt đời hết triệu chứng rồi. Nhưng mà thì nó bảo thì nó bắt cho em hết còn tiêu ý da em rạng thì nó tình hơn thì nó hết kẹt không có mặt đi đi được cho coi. Thế thì phải tìm cách gọi là cai, nên một trong những cách là ức chế thành viên không được thì mình giải cái yếu tố khởi phát. Nếu mà không có yếu tố khởi phát thì mình đâu có thân nhân. Thế thì mình dạy bằng cảm đặc hiệu. Thì dạy bằng cảm đặc hiệu bây giờ thầy hẳn nói là khẳng định là thành công. Nhưng mà phải có chỉ định, không phải bệnh nhân nào cũng làm được. Chỉ định là sao mình không chỉ biết ý hết thì mình dạy bằng cảm. Thế chỉ yếu 10 thứ, mỗi lần dạy bằng cảm tốn tiền 3 năm, mình mất 3 điều năm để dạy bằng cảm, còn gì là một lần, đúng không? Thành ra là thường ví dụ dị ứng với gì đó cô em dị ứng với cúng hoa, dị ứng với gì đó bàn thôi, một hai cái thôi thì được. Cũng có nhiều biến chứng có hiệu quả, hiệu quả trên kiểm soát hen, hiệu quả trên kiểm soát triệu chứng. Đây là biến chứng và cái có nhiều biến chứng nhất là con đất này tức là mạch được ôn đậm chứ đều cao hơn bất cứ gì vậy. Giảm cái sử dụng thuốc là cái cổ cũng quý hơn bất cứ thứ bất cứ thứ bình năng cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế thì hồi xưa người ta hay giảm bằng cảm bằng chích, bây giờ người ta giảm bằng cảm bằng nhỏ chứ lưỡi đơn giản hơn nhiều. Điều từ thấp tới điều cao, mình chỉ cần gắn cái mắt của chúng ta trong đường nhỏ nhỏ thì trong vòng 3 năm phải có cái gì đó theo dõi được bác sĩ. Mình nói chút xíu về điều gì cho em vòng 14. Nguyên cấp là khi nào nó nhiều triệu chứng hơn hàng ngày mà nhiều triệu chứng hơn tới nỗi thay đổi điều trị nhiều hơn về hai mức độ, về độ nặng nặng hơn, về kéo dài lâu hơn. Thường thì bệnh nhân tự nó đi
khổ nó vào hạnh phúc thì đó là mình cách mà để mà khách quen để nó tự gạt mình lên thì nhiều khi mình phải đo không khí rồi thấy tăng cái đôi một trên 50% thì bằng đánh giá thì tuy nhiên là mình khá từ đầu tới chân nếu như mọi người bình thường, nhưng mà lưu ý một chuyện lớn là coi có năng suất cảnh vệ không hay nói chuyện để đoán công việc hay không. Về mặt tâm lâm sàng thì khi không được mặt không phải là cùng quy mình đi thở là lẫn lộn với COD thì nhớ nếu mà có SPO2 có cái máu thì tốt nhất, còn không thì tại vì nó cứ căng oxy nó vừa đủ rồi nếu mà nó bắt đầu ức chế vô mắt của tăng CO2 thì phải tỉnh cửa một cách tặng một cái quản hang. Tuy nhiên là thiếu thốn quá còn cái tình nguyện lớn như này khách quan thì không bắt buộc nhưng mà nếu mà có thì tốt thì đôi khi nó cũng có những cái trạng khí và dị vật này nó là về mặt hô hấp khí thì nó rất là quan trọng trong những cái trường hợp mà mình cần để chứng minh mình là thuốc thì mình làm nghiên cứu hoặc trên lâm sàng để nó sử dụng nếu mà vẫn làm được nếu mình cần làm thì trên thực tế thì mọi người hay nói là làm gì mà đo nó được hô hấp khí trong cơ nghe thì cũng phải vậy để cái máy hô hấp khí ra mình nói đo nó có bằng không mình để vô mình ghi vô hồ sơ cái ngày mai cái nó đo được cái gì người không đo được thành đo được cái gì cái đó không bị thường gặp có còn được các cơ thể hay là khí tắc phổi tổ, phổi gì mà thở buồn phổi đi đánh giá nếu một cái bạn đánh giá chi tiết độ này cái quan trọng là lời nói vì nó thực hành nên nói là quá không tâm lắm của em thế em tự lên mình chuyển em sắp chết mài cái cáo cũng chạm ở đó nó thèm nói vậy đó lời dạy lại nên từ nội khí quản đi thôi nhớ là những cái yếu tố nguy cơ tử vong cao cho em nó cũng phải lưu tâm tại vì nó làm nặng cái bộ nặng là phải lên dù nó đến thì cơ hang nhẹ hơn mà nó có luôn nguy cơ tử vong phải coi là nó là nặng hay trung bình để xử liền nếu thôi thì nó chết thế thì về một cái thay đổi quan trọng cho những cái phi nhan gần đây thì là thấp không phải là thuốc mà là thái độ cái thái độ cái quan trọng cái chữ gọi là liên tục tôi quên mất là không có đổi đổi màu cái chữ liên tục. Thế thì điều gì là cách mà cái đại mà chị mà cái chị mình phải tính toán liên tục thì sao nên là phải cách nó cái là hành động để nó có thể từ từ chị lên nhà nó bắt đầu lên cơ nó xử liền nó không đợi cái gì nữa như vậy thì những cái sao sau này nhấn mạnh tầm quan trọng của cái hành động nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục nói cho nó biết nó phải làm gì, bản cái hành đầu đau bụng nó thành phần gì, và hiệu quả là cao với năm trên cái định thuật thiết EMT thấp. Cái nào nói nhanh như cái này phải nói chậm rồi thì nó hay. Thế thì cái nghiên cứu của các sơ tiêu hỏi cho bệnh nhân có triệu chứng trước trước và sau hay gì người này lên cơn ở đây người kia lên cơn ở đây người nọ lên cơn ở đây không giờ thì hết mọi người vô cái ngày thì tiro là cái ngày lên cơn rồi ông học mấy ngày chiều 15, ngày chiều 10, ngày chiều 5, ngày chiều 7 của con chỉ tính làm sao người ta thấy là có một cái cửa sổ cơ hội thường thường là bệnh nhân bắt đầu thay đổi triệu chứng trong vòng năm phút cùng trước như vậy thì nó mấy điểm rút ra nhất là có thể thay đổi hoặc triệu chứng cơ năng có thể thay đổi hoặc ép tại vì có một số bệnh nhân này là không nhạy cảm với triệu chứng bụng cái là nó vô thì nó không cảm giác được cái khó thở nên khi đó thay đổi khác tốt
nếu mà mình vẽ thêm một đường cong giống y vậy nữa, mình thấy nó trùng lắm luôn. Đối với gì biết là đường cong gì, là đường cong sử dụng Samutamol. Thường mà mình em cũng nghiệm thấy là mình không ngon, hoặc là cùng cứ tự ý Samutamol và ít tự tăng dần Samutamol, tự diệt liên để Samutamol nhất không kiểm soát được và vô tương xuyên. Ta mới nghĩ là nếu ở đây tôi cho ảnh các cơn và học sự quý thì ảnh có thể chạm đến cái nền viên và không vô tương. Đó là cái ý thuyết của cái ICS phòng mô tư phôn, người cơn và các cơn. Hay mà nói là chứng minh qua khoảng mười mấy nghiên cứu chứng tỏ là ICS phòng mô tư phôn các cơn người cơn đã hơi nặng tốt hơn là xa ra tốt hơn là dùng gì đó ICS phòng mô tư phôn kinh điển rồi dặn xem là xa ra không. Các cơn mà còn cái quý là quan trọng. Có một dạo là người ta nói ví dụ ICS còn monterol rồi vô cơn lại ICS còn monterol nữa chắc là sẽ tăng liều ICS. Thì thực ra mà nói thì sẽ tăng liều ICS trong cơn, nhưng do mình các cơn được thành ra bệnh nhân thích cơn hơn, tổng liều ICS về lâu về dài thì giảm. Thì cái này nó nói là có một số bệnh nhân không có bị được cái triệu chứng vô cơn nhanh, đó thì đi là cái giờ ghép. Cái giờ ghép có thể phát hiện ra một số bệnh nhân bệnh nặng, cái giờ cái lâm sàng cũng có thể phát hiện bệnh nặng. Đây là hai cái đó nó hỗ trợ bệnh nhân, ví dụ như là cái triệu chứng nặng nhưng mà ghép trên triệu chứng. Cái mô hình của bản có hai hành động như vậy, màu đen là hành trắng, còn màu xanh anh ổn là làm gì, anh ổn là người cơn, màu vàng là anh bắt đầu anh không ổn là làm gì. Ví dụ như là nếu mà nói là thì đó các cơn thành cala đó thì mình hay đề là ví dụ cơ tay hay hết trên hai không ổn thì đó bắt đầu đi hay hết cho gặp 15-20 phút. Nặng ngay từ đầu, có tiền căn đặt nội khí quản, không có tiền căn được cắt mà tụt oxy ngay từ đầu, lấy oxy ra thở, cắt cơ liền, rồi chích một hồn và một hồn năm thôi, gì đó chuẩn bị vô điện liền, đã uống một cái quý liền luôn, tại nhà gần giờ. Thì cần là gì? Nghĩa là hai nhóm chính. Nhóm hai là hai hen nhẹ trung bình, ba thuốc chính, oxy, xa ba và gì đó còn tôi biết. Chỉ trừ gọi hen nhẹ thôi, còn hen trung bình trở lên là có tôi biết rồi. Xa ba thì chọn lựa đầu tiên là gì? Qua năng tốt oxy. Thì đó cho những trường hợp nào mà giảm oxy. Bây giờ oxy mét hơi khác phổ biến. Đối với nặng thì mình thêm citatopil, cetaba, mình thêm một cái quýt phun thay vì chỉ có một cái uống mà mình thêm vani sulfat mặt ít nhất là hai cái điều trị dành riêng cho nặng. Luôn luôn phải để ý là nếu có sần sắc động đủ thì bạn chưa là phải sắp xếp một môi trường phù hợp. Ví dụ như là mình ở factory care thì nó cần đặt nội khí quản, mình thấy nó nặng, nó cần có tiền căn, mình sẽ đi cấp cứu rồi xong nó bắt đầu alo gọi cái cấp cứu sẵn, nó người nhà sẵn giải quyết sẵn, chẳng hết
tự tiết không, tại vì nói chung nó mình đẩy nó cố mình đẩy nó lên bệnh viện lớn thì hoặc là nếu mà mình ở bệnh viện lớn rồi thì mình chuẩn bị những cái xe du lịch. Bây giờ nhà con đi từ đó thì hồi xưa là chỉ có con cô đi với lại thêm gì đó khi ta tiêu tiêu. Bây giờ thì có hai tiếng và một trô hai hít đó là chỉ có một cái tiêu để cho nó hít tốt hơn thì nên có cái buồng đèn đặc biệt là khi lên cắt thì nó chứ cái sao thì giống tự chế mình thấy con người quạt thì ví dụ tốt hơn là cái đường tĩnh mạch và bồ đề thì tương đương đến ví dụ các sử dụng môi sinh dục khác một cái nguyên lý tần thân thì nên nhớ là ví dụ tiền sang cho vô thì cho phụ não nên đi cái thân vô thì cho phổi nên là có những cái mà mình ở thuộc lòng là tại vì cái gì đó cái ái lực đến cọc tiêu quý ở trên phổi và can nhất cũng nên đi cái thân vô luôn đây là những cái loại cái thân vô luôn. Thế thì